Những cái cơn bão trong cuộc đời nó tỏ bài cái đức tin của chúng ta là Đức Chúa Trời. Đại sứ đồ Phaolô nghe nhập đã có cái thời điểm Phaolô sợ hãi, đã có cái thời điểm Phaolô tuyệt vọng, cái hy vọng sống sót, yêu thấy mình mấy ông mục sư chắc ông phải là ông không có sợ gì sao không? Khi rơi vào cái tình cảnh khủng hoảng, khó khăn, hoạn nạn, thử thách cùng cực, chuyện mà chúng ta sợ hãi là cái chuyện tự nhiên anh xem. Cho nên đừng có lấy làm ngạc nhiên gì cái chuyện đó, đừng có định tội hay là vội phê phán người ta vì cái phản ứng của họ trong cái lúc như vậy. Đó chưa hẳn là yếu đuối, là không có đức tin đâu. Đó chưa hẳn là không có lòng tin cậy nơi Chúa đâu. Điều gì đã làm sống lại cái hy vọng nơi Phaolô? Từ hứa của Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô được sống lại. Sống lại cái hy vọng sống, sống lại cái hy vọng được cứu. Anh chị em ơi, khi sóc ba đầu nó nổi lên, nó ập đến trong hôn nhân của anh chị em, trong cổng ăn việc làm của anh chị em, trong sức khỏe của anh chị em, thì chắc chắn là sẽ có những lúc tôi và anh chị em hốt hoảng, sẽ có những lúc tôi và anh em sợ hãi, lo lắng. Đó là cái những lúc mà cái cảm xúc của mình nó bị khuấy động. Sóng gió càng lâu chừng nào ấy thì mình càng dễ hết hy vọng chừng đó. Thì khi đó những cái lời phán hứa của Chúa sẽ là những cái chiếc mỏ neo để giữ cái đức tin của chúng.